mọi người ơi, đã đến biển Busan rồi, rất là đẹp, rất là giống Nha Trang hay Đà Nẵng. Mình yêu mà quá. Sáng sớm đi Busan này. Ôi dồi ôi, sáng sớm không? Chết mẹ rồi, quên không mang khẩu trang. Ừ. Khổ quá cơ ấy. Rất là đẹp. Mình đã ra đến biển Busan rồi. Ô, cái gì vậy? Đây là cát. Ôi, rất là đẹp. Biển Busan rất là giống ở Đà Nẵng và Nha Trang. Ồ, bắt đa chùa ai ồ. Chú xin từ xa lên xin ba đê nổ cô. Chú xin chèn. Mọi người rất là đẹp. Ồ, dịp bộ đồ, dọc kia so xa chim. Cô xin bộ. Anh kia là mình có thể chụp ảnh được. Rất là đẹp. Quang An Di Surprise. Dạ vâng. Chua yếu. Dạ kia so Sachin. Hết chứ kế. Mọi người ơi, đã đến biển Busan rồi, rất là đẹp. Rất là giống Nha Trang hay Đà Nẵng. Nhìn biển là mình nhớ đến Việt Nam. Việt Nam, cô có chiếc cỏ không? Rất là đẹp, đây là Busan. Xem chú đi Busan của mình trên kênh YouTube Suzy Kim Tí nhá. Cô mau rồi. Rất là đẹp. Là bên ngay cạnh bãi biển là rất là tiện. Chính là thành phố Busan. Thành phố bên biển, bên đối diện biển là các cái khách sạn, nhà hàng giống như các cái thành phố biển ở Việt Nam mình. Mặc dù biển rất là gần thành phố, tức là mọi người đều có thể ra biển tắm
mình. Cái biển đấy rất là sạch, mọi người có chơi water sport ở đây, mọi người có chơi với nước rất là nhiều, rất là đẹp, rất là đông. Mọi người ơi, Busan đây, đến Busan nhá, ngắm hình biển thật nhiều. Ở đây thì ấm hơn ở Seoul, cho nên là mình có thể chơi nhiều hơn. Tưởng là cây dừa hóa ra không phải, coconut. なんかこうやってハートとかでこうやってパクッとしてる。可愛いでしょ絶対。こういうのは。 예뻐요. 이것도 đây là thời trang thập kỷ cũ, bây giờ đang thịnh hành lại. Đúng là thời trang Hàn Quốc là đẹp. Hải sản rất là nhiều, hải sản Nhật ở Busan, đỉnh cao hải sản đấy. Ăn sao? Bún món chi gì sao? Ăn sao? ใช่ครับใช่ครับ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 
이것도 좋아. 지하철이에요?
chị con một con bạch tuộc. Yeah. Chưa đấy á? Cái tên nam tô is the. Chúc. Đây là bạch tuộc. Chanh, cái chanh, sợ hồng chanh. Trong này thì mưa thì cũng không sao, còn nắng. Rất là nhiều, không nhiều sâu nên là các bạn phải tạm đến hai bạn. Đều cũng rất là chơi. Đến này mình thấy đói quá, muốn ăn lắm á. À, đến mình một từ nhà hàng mở cửa. Rất là lòng vòng vậy, cái đầu cá hồi nấu canh rất là ngon. Đấy, khá cũng ngon. Rất nhiều người là đang chợ và cắt luôn các miếng ở đây mang về ăn ngon rất khó ăn bằng cách bù tè phô mai què. Chợ rất giống ở Việt Nam cũng bán hành đi xa thì trông giống của Việt Nam hơn mọi người ạ. Nhiều xe máy hơn ở sau một chữ là xe máy shipper. Ở đây có nhiều người già hơn, các bác anh chăm chỉ làm cá cũng thấy cái hàng tươi. Đang có tuần lễ phim cho nên là có những cái bàn tay của những diễn viên nổi tiếng, nhưng mà thật sự là mình không biết, mình chiếu cho các bạn xem thôi. Nên Busan, hôm nay mình đến Busan mọi người xem vlog của mình. Ăn xong đi kèm. Thắng vừa rồi vẫn thắng biết đi đâu. Cái thứ nam xích tăng ít sợ. Uốn trả. Thì vừa sợ. Từng yêu hình thắng. Rất là lạnh nên là có các cái quán hàng được che và mình ở bên trong nó sẽ đỡ có lạnh hơn. Ăn tteokbokki và các món khác. Cà phê vào sớm. Nè, các bạn ăn tteokbokki và đường chiên. Đâu nhìn thấy đồ ăn Việt Nam mà mình lại quay. Đây là chuỗi Enmito Coffee ở Hàn Quốc. Họ đã bán nhiều bánh mì. Còn đây là sandwich từ coffee thuộc. Mình đang order bánh ở đây. Đây là
cái loại bánh mà nổi tiếng nhất ở Busan. Mọi người, cô đang làm bánh cho mọi người ăn. Đây đang trong tuần lễ phim ở Busan. Samita, bạn mình đã đưa cho mình cái nước rửa tay, đi đâu cũng phải mang theo. Đây là cả dãy phố đều là các đồ ăn vặt giống nhau. Bạn có thể đến chợ Busan và có thể ăn cái loại bánh nổi tiếng này nhé. Tên của bánh này là Yoyangatuk Shiyahutok. Đây là bánh mình đang ở Busan và đang ăn bánh nha mọi người. Để biết những cái món gì ngon ở Busan thì vào Suzy Pink chơi lớn. Bánh mì nó giống như bánh lạc ấy mọi người, ở bên trong nó là lạc, ăn nó ngọt ngọt. Giống bánh bao chiêm. Đừng mua cho mọi người nhớ ăn thử món bánh này nhé. Nó là ngon. Bánh này chắc là bánh lạc. Ở trong rất nhiều loại hạt. Có cả hạt như hạt điều ở nhà nữa. Vị rất là lạ. Ăn chắc là không béo lắm. Review. Mắt xít sợ không? Mắt xít sợ. Các bạn của mình cũng bảo ngon. Nó giống như một loại bánh tóc ấy mọi người. Sẽ ăn bằng cô ở chập chứ. Ở đây là chả cá. Mình vừa ăn xong bánh. Bánh hạt vừa rồi có vị ngọt nên bây giờ mình sẽ chuyển sang mặt. Sương màu của đây là món ăn đường phố ở Busan. Nó hơi có một chút khác ở Seoul, khác một chút. Để thêm có những cái món bột bột này và thêm màn tô. Còn ở Seoul thì chỉ có kim bạc và các cái chả cá và tteokbokki thôi. Cô chiên màn thầu và chuẩn bị ăn là bốn suất. Có thể thấy ở Busan ra chợ thì rất dễ kiếm món ăn này. Đây là suất màn thầu của chúng mình. Cô vừa rán xong ăn rất nóng hổi. Bạn đang ăn úp. Bạn vừa làm rơi ở trong các nước dùng. Này thì muốn ăn màn thầu thì mình phải có nước chấm sốt ở đây. Bạn cũng gọi từ từ cái món một nó nóng nhé. Tôi xin mà xin sợ. Mình đang ăn. Chấm vào nước sốt. Ăn thôi. Thank you.
Mà xịt sở. Rất là ngon nha mọi người. Đây là phía trên quán cà phê. Ôi, view rất là đẹp. Yeah boy. Rất là xinh. Đây có cái bàn rất là xinh. Thường các hàng quán ở Hàn Quốc thì ở đâu cũng thế, là khoảng tầm 11 giờ họ mở cửa. Nhưng là lúc mình vào được trong thành phố là lúc 10 giờ, cho nên là khi nhiều hàng quán mở cửa mọi người đang đi tìm quán ăn. Từ Nam Tô à mà.
예전에 있어. 하지만 맛 없으니까 그 식당 같아요. 그냥 예쁜 사진 찍을 수 있는데 맛 없으니까 같아요. Mình đang kể chuyện ở Việt Nam cũng đã từng có cái mì đấy. Nhưng mà vì họ làm không ngon nên phải đóng cửa. Busan thì có vẻ mọi người vì là không phải là ở thành phố chính mà thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc thôi nhưng mà thành phố biển cho nên mọi người em có vẻ không gấp gáp mà kiểu rất là kiểu chậm chạp bình tĩnh ấy, không vấp váp vội vàng ngoạn công việc như ở Seoul là mọi người nhanh Bali. Nhưng ở đây mình cảm tưởng mọi người tận hưởng cuộc sống hơn. Đấy là những thành phố biển ấy, họ tận hưởng cuộc sống là họ sống chậm hơn, bình tĩnh hơn. Cứ nha, khó lo cho sò này, chôm kiểu con trai, rồi con to to này, con hến này, tôm này, rồi đống kiểu con hàu ấy, bào ngư này, ôi rất là tươi, vẫn còn đang cử động, đang ở trong nồi luộc. Đây là con bạch tuộc con, đây là octopus và một con vẹt đến Busan là phải ăn hải sản nhé. Cái vòng ngọc này cũng chỉnh nhỉ. Nè, mà chưa mà đổ. Cái này. Anh bảo hơi cay một tí thì có ớt. Đồ ăn chín đây thì màu sắc của nó cũng ngon hơn.
làm kích thích dạ dày của mình quá. Muốn ăn luôn ngay lập tức. Chứ phải chờ đợi. Sau 1 phút nữa là vài phút nữa là mình có thể review cho các bạn. Thì là 1, 2, 3 du. 1, 2, 3 du. Chắc hết rồi. Đây là mình đang ăn hải sản. Đây là khi mà ăn ở Hàn ấy thì nó có phong cách ăn khác của Nhật Bản, thì ăn đồ sống như là hải sản, ăn đồ sống như là nhẹ, cầm wasabi với cả sốt hơi mà ở Nhật Bản ăn với cả rau đó. Cho nên mọi người quấn nhau ăn như kiểu ăn thịt nướng ấy, là Hàn Quốc style. Mà ơi, ăn nếu mà cho mình hỏi vậy thì mình nghĩ là không ngon đâu. Đúng rồi, chắc cái mùi nha. Vì con mà thích rồi. Đây là đồ sống rất là ngon. Như là lẩu. Anh tham gia. Còn đây là món chín thì vẫn ở Hàn Quốc là vẫn ăn hải sản, lẩu hải sản như bình thường. Không được khác biệt. Còn ăn đồ sống thì họ lại ăn giống như đồ sống. Cả khác với Nhật thì chấm đồ sống với cả wasabi cùng với sốt. Mà Hàn thì họ có sốt riêng hoặc là chấm nước mai cũng nghe. Đây là cá hồi. Nó có tài gò. Hồi nhìn. Các bạn đi Hàn Quốc nhớ thử ăn phong cách đồ sống của Hàn Quốc nhé. Nếu như mình thấy có gì món ăn gì mới lạ Hàn Quốc mình sẽ tiếp tục review cho các bạn. Nhưng các bạn hãy theo dõi kênh của mình nhé, Suzy Pinky trên YouTube để theo dõi các món ngon sâm ở Việt Nam rất là đắt. Nhưng mà ở đây thì mọi người không thích ăn lắm rồi nữa. Không có vị gì cả. Mình cũng thử ăn nhé. Không có vị gì cả. Mùn ăn nên sớ. Không. Có tốt kê mọc mọc xui sớ. Ở đó rồi. Mình chôn mình như sao cho mình ăn cái con hải thân cái không nổi. Không thể ăn được. Ăn rồi Ngọc. Ngọc nên con ăn rồi. Quê.
người ơi người đó. Thầy ạ. Nạp pin sen cát, nạp pin sen cát. Nạp pin sen cát nhiều. Anh tuê, anh tuê. Tông nhung phải sớ. Đây là quán mình đã ăn hải sản ở Busan, rất là ngon các bạn ạ. Bạn nhân viên đều rất là thân thiện và còn cho thêm cả đồ uống miễn phí nữa. Bây giờ thì bọn mình đang trên đường ra sân bay để đi về Seoul. Nên là Busan có thể là một địa điểm đến đi chơi trong ngày đó các bạn nhé. Rất là thú vị và có nhiều cảm xúc khác nhau. Mình rất thích biển cho nên là đến biển là mình thích rồi. Mình đi dù là trip một ngày thôi nhưng mà mình cũng cảm thấy tinh thần nó cũng khác. Phải quay về với cả việc học tập ở Seoul. Đây là cả Namsan, gần chợ Namsan. À, sorry, chợ Busan. Sorry mọi người. Mà hãy ngắm cảnh quá nên là nói nhầm mất. Nhiều người thích Busan rồi đi. Ừ, đẹp bò rồi. Vì con cảnh này là cảnh của cả Busan. Rất nhiều các du khách đến đây. Đây là cả một cái sang. Bây giờ buổi tối rất là đẹp. Mình đang đến cây thông Noel để chụp ảnh. Buổi tối rất là đẹp. Đây là cây thông Noel. Ui xa lạnh. Người đang xếp hàng để chụp ảnh. Rất là đẹp, thấy không mọi người? Chụp ảnh đẹp với tất cả mọi người. Người xếp hàng. Trời chứ không chen lấn để cũng mọi người đều có bức ảnh đẹp. Xin chào.